có những người vui khi thấy người khác thất bại. Có không ạ? Trên đời này có không? Có nhiều đó. Mà cái vui đó gượng, ví dụ lại nói, ủa anh giờ phải dọn nhà đi hả? Trời, tôi chia buồn với anh nha. Bắt tay miệng thì nói chia buồn, mà ở trong mừng chết bớt một thằng. Cái vui này không ai thấy, nhưng mà nó phá sạch cái đạo đức của mình. Tâm mình thất đức luôn, phước mình tổn mất luôn. Sau này tới phiên mình cũng thất bại, cũng tan vỡ y như vậy. Đó, đây là một loại vui mà cực kỳ nguy hiểm. Khi thấy người khác thất bại mà lén vui, bí mật vui, âm thầm vui không ai biết, nhưng mà nó tàn phá hết tâm hồn của mình luôn. Cho nên ta phải tập lại cái này. Nếu ai có cái tâm bí mật này thì phải hết sức mà sám hối với Phật, sửa cái tâm này lại. Mỗi khi thấy ai thất bại, mình phải thật lòng mình đau xót. Mà nếu không giúp gì được thì phải cầu nguyện Phật gia hộ cho người ta đừng rơi vào cảnh quá sức khốn cùng. Thì như vậy mới sửa cái tâm mình bao lâu nay vẫn còn tiềm tàng một cái ác độc. Thấy người khác thất bại mà vui là tâm mình còn tiềm tàng một cái ác độc. Phải sửa cho bằng được cái tâm này, đừng để cái tâm này tồn tại trong tâm hồn mình. Mà mình ráng làm sao khi thấy người khác thành công mình phải vui. Ví dụ như nhà mình xây được 2 tầng lầu, thì trong hàng xóm bỗng nhiên ông xây lên 5 tầng lầu, không biết tiện đâu thì mình chả hỏi. Bỗng nhiên ông xây 5 tầng, nhà ông rất đẹp, sắm được xe hơi, mình chả biết. Nhưng mà phải vui vì điều này, vui vì thấy người khác thành công hơn mình, giàu sang hơn mình. Mà nếu ai tập được cái niềm vui này, người này có đức lớn, người này có đức lớn, người này có phước lớn. Và với cái niềm vui đơn giản như vậy thôi, thấy người khác hơn mình mà vui thôi, thì người này kiếp này, những kiếp sau cứ thành công, nối tiếp thành công. Nhớ như vậy, chỉ một cái niềm vui thôi mà đã rẽ hướng cuộc đời của ta rồi. Nhớ như vậy, nên phải tập cho bằng được những điều này. Tức cười, mỗi khi thầy đọc báo thì mới thấy báo đăng ký, à đây khu resort nghỉ dưỡng sang trọng. Thì cứ đọc mỗi đó thầy lại thấy buồn. Buồn sao vậy? Đó là cái nơi mà người ta tiêu tốn cái phước mình hết. Về đó đâu có làm gì ra phước đâu, phải không ạ? Nghỉ dưỡng sang trọng mà, bơi hồ bơi, ăn uống sang, ngồi nhìn mây trời, không có làm ra được một chút phước nào hết. Nên cái khu mà gọi là resort nghỉ dưỡng sang trọng này, thực sự đó là những nơi mà làm cho cái thế gian này hết phước.